Truyện tranh Tràng Quỳnh, bản màu giới hạn tuyển chọn, tập 51, cái bị ăn mày. Tới phiên gác rồi, ba mày còn uống rượu hả? Uống thì uống, gác thì gác, hai chuyện có liên quan gì nhau đâu. Ông nội cổng thành ở đằng này nè, đi đâu vậy? Vậy hả? Sao tao thấy cổng thành ở đằng kia? Say quá rồi. Tao gác đây, đứa nào ngon tới phá xem. Có sứ thần đại thành đen. Ồn quá, đi chỗ khác chơi. Chà chà, người nước Nam dạo này ngon quá hà, dám đuổi sứ thần. Sứ thần là ông nào mà ta không dám đuổi hả? Đi, đi chỗ khác cho chú thượng ngủ. Sứ thần nè, binh. Sứ thánh nè. Sứ giả nè. Sứ thiệt nè. Hê hê, sứ nào cũng lăn quay. Tới giờ cái luồng này gác thì đừng hòng phá rối. Bùi to rồi, thằng cái luồng quấn sứ nhà Thành té lăn quay ngồi kia kìa. Chết rồi, đánh sứ thần là tuyên chiến đấy, thế nào cũng có chiến tranh. Chiến tranh thì chiến tranh, có cái luồng này các ngài đừng sợ chiến tranh, chấp hết. Các ngài tha lỗi, đó bị say rượu. Không tha lỗi, các người dám đánh sứ thần, các người sẽ biết. Chú quýnh hoàng của mình luôn đi. Bày suối bày tao hả? Tao đâu có say. Xì, thế nào còn tưởng chú oai lắm, không sợ ai cả. Quýnh thì quýnh, cái luồng này không sợ ai đâu. Mấy ông này ra đây làm chi? Đi vô ngủ. Thằng này to gan. Ha ha, nó dám quýnh hoàng của nó, quả là nó say thật rồi. Còn ông nào nữa không? Được rồi, ta bỏ qua, không chấp mấy thằng say rượu. Ta tưởng các ông sai nó quýnh sứ thần thì to chuyện đấy. Bắt thằng cái luôn, nhốt một tháng, không cho ăn uống tắm gội gì cả. May mà nó quýnh cả mình nên sứ thần mới nguôi giận. Mày xử trí hay lắm, mày không xúi thằng cái luồng đánh tụi tao là có chiến tranh đấy. Khổ nhục kế mà. Chúng tôi sang đây với mục đích giới thiệu một vị pháp sư tuyệt vời của chúng tôi. Đây là pháp sư Khổng Tước, cháu 108 đời của Khổng Minh. Vị pháp sư này có tài đảo phủ cầu mưa. Sao? Ông Khổng Minh đã chết cách đây gần 2.000 năm, làm gì còn con cháu? Làm như mình không biết sử Trung Quốc vậy. Chúng tôi muốn các ngài biết, ngoài sức mạnh về kinh tế, quân sự, nhà đại thanh còn mạnh cả quyền phép, pháp thuật. Thoạt đầu chúng tôi chỉ định biểu diễn tài nghệ của pháp sư Khổng Tước cho các ngài xem, nhưng vì lính của các ngài đánh chúng tôi nên... Khoan ạ, cho con hỏi, pháp sư có quyền phép thế, nhưng tại sao lại để cho chú cải luồng quýnh sưng mũi? Thằng nhỏ này là đứa nào mà dám nói chuyện với sứ thần? Còn là tiểu pháp sư Khổng Nhí, đệ tử của đại pháp sư Khổng Lồ. Pháp sư Khổng Lồ là ông nào? Ta chưa hề biết. Đó là một vị đại pháp sư của nước Nam. Cha mẹ ơi, đệ tử của ông Lưu, ông luyến xạo ác.
Ta nói tiếp, vì lính của các ông đánh chúng tôi nên chúng tôi chuyển việc biểu diễn sang cuộc thi tài. Pháp sư của chúng tôi sẽ thi tài cùng pháp sư của các ông. Chết rồi, mình làm gì có pháp sư giỏi. Ta mới nghe thằng nhỏ này nói các ông có đại pháp sư khổng lồ đấy mà. Đúng, thi, sợ gì. Mày xạo, gây tai họa rồi. Pháp sư khổng tước của chúng tôi sẽ trổ tài cầu mưa, thì pháp sư khổng nhí sẽ trổ tài gì? Bí mật không thể tiết lộ được, các ngài cứ trổ tài đi rồi sẽ rõ. 3 ngày nữa sẽ thi tài, xin các ngài chuẩn bị. Các ông yên chí, tôi biết học trò của tôi, tuy nó lóc chóc như thế nhưng làm việc gì cũng tính toán kỹ. Mợ ơi, ông Vĩnh thành ông cụ rồi. Sao vậy con? Nợ nước chưa xong đầu phải bạc. Không sao đâu mợ ơi, nợ nước xong rồi đầu sẽ đen thôi. Bữa nay có phải ngày giỗ cậu đâu mà ông cúng. Kệ tôi, nhớ cậu lúc nào tôi cúng lúc nấy. Có hiếu đột xuất. Kệ tôi. Cậu ơi, cậu chỉ cho con làm cách nào bây giờ. Cậu đừng để con của Trạng Quỳnh thua xứ Tàu, quê mặt lắm. Chóc. Cậu về, cậu nghịch với con đấy phải không ạ? Chát. Đúng là cậu về rồi. Hi hi. Bà mắm à, bà chết với tôi. Này này, con trai sao lại đánh con gái như thế? Chà cố cứ để ông đánh đi, ông đánh không lại con đâu. Này này, con gái sao lại hung dữ như thế? Thôi, cho ta can, con về nhà, nhà ta ăn kẹo, tay cho hết giận. Con cũng giận nè, sao chà cố không cho con ăn? Con gái ăn kẹo dễ bị xuống răng, xấu gái lắm. Chà cố thiên vị trọng nam khinh nữ. Kẹo đây, con ăn đi, rồi nói cho ta nghe điều gì làm con thành ông cụ. Chuyện như vậy, con chưa biết cách nào đối phó với ông pháp sư Tàu. Đoàn xứ có bao nhiêu người? Khoảng 20 ạ. 20 người thì làm sao mà cầu mưa? Chỉ cần một ông pháp sư cầu mưa, chứ cần gì đông người mà cha cố nói như thế. Ông Khổng Minh cầu mưa được, nhưng không lý giải được hiện tượng người ta cho đó là trời làm mưa. Thật ra không phải là như vậy. Người ta cần rất đông người tụ tập nhảy múa tại một điểm, điều đó làm không khí nóng lên, hơi nóng bốc lên cao, làm các đám mây tích nước tan ra, rớt nước xuống thành mưa, chứ đâu phải do trời làm. Còn cứ để ông ấy cầu mưa, ta bảo đảm là không thành công. Vậy con tạm yên tâm, nhưng còn con thì sao? Còn phải biểu diễn gì đây? Ông lớn mà không làm được, con nhỏ con cũng có quyền không làm được, hãy liệu cách mà thoái thác. Cảm ơn cha cố, con sẽ liệu cách. Ủa, cha cố làm gì mà mua đèn cày nhiều dữ vậy ạ? À? 3 ngày nữa sẽ có nguyệt thực, đúng vào giờ ta làm lễ,
Lúc đó trời sẽ rất tối nên ta phải đốt đèn cầy khắp nhà thờ. Làm sao ta cố biết 3 ngày nữa có nguyệt thực ạ? Các nhà thiên văn học theo dõi thiên văn đều đoán được ngày nguyệt thực. Vậy ông Pháp Sư Tàu có đoán được không ạ? Nếu ông ta có học thiên văn, ông ta sẽ đoán được. Còn ông ta không học thì không thể đoán được. Ha ha, được rồi con về ạ. Trời, cả đống kẹo to tướng mà nó làm sạch sẽ, thế mà báo là lo lắng. Bỉnh ơi, mày muốn có tiền không? Sứ Tàu thuê mình sáng ngày mốt tới Gò Cây Me chơi. Họ trả mỗi người 2 đồng, khỏe ru. Họ thuê nhiều người không? Đông lắm, cả mấy làng luôn đó. Vậy là cha có nói đúng, họ cần đông người. Phải ngăn chuyện này lại. Dân mình vô tình tiếp tay cho Sứ Tàu rồi. Chuyện là thế này. Vậy bây giờ phải làm sao? Về giải thích cho cha mẹ mày và dân làng hiểu, nói họ đừng đi. Vậy là phải trả tiền lại cho Sứ Tàu à? 2 đồng to lắm, tao sợ dân chúng không chịu đâu. Vậy thì cứ để họ đi, nhưng nói với họ cứ lên đó ngồi một chỗ, không nhảy múa gì cả. Họ không nhảy múa, không khí sẽ không nóng lên và sẽ không có mưa. Ừ, được đó. Sáng mai chúng tôi sẽ biểu diễn, các ông có trò gì chưa? Sáng mốt chúng tôi sẽ cho các ngài biết. Dân chúng tới chưa? Họ bắt đầu tới rồi. Khi nghe 3 tiếng trống, các người hãy chạy vòng vòng cho ta. Không có vụ đó. Sao vậy? Các ông theo chúng tôi lên đây chơi, đâu có bảo chúng tôi lên đây để chạy. Không lẽ ta thuê các người lên đây ngồi? Các ông theo chúng tôi lên đây, chúng tôi lên tới nơi là đúng hợp đồng, không làm gì thêm cả. Vậy thì trả tiền lại cho ta. Chúng tôi đã giữ đúng hợp đồng, không trả. Tôi muốn trả lắm nhưng xài hết rồi. Các ngài còn chờ gì nữa mà chưa làm lễ? Cầu đại đi, biết đâu. Thần mưa, thần gió, thần bão, hãy nghe lời ta. Thần sấm, thần sét, hãy về đây. Nắng nóng quá, phải chỉ có tí mưa. Đi, không được móc họng ta. Thần mưa, thần gió, thần gì có mặt trên trời, hãy về đây. Họ cứ ngồi một cục, làm sao có mưa được. Thần mưa có nghe lời ta không? Rầm rầm. Rắc. Âm. Thần mưa phản chủ. Đánh bọn làm lễ đại 100 heo. Pháp sư béo như thế, nhảy mạnh như thế, lễ đạo bằng đá còn sụp, huống chỉ là bằng cây. Oan cho chúng con. Tại các người mà ta không cầu mưa được, các người phải gánh tội. Ông pháp sư này có cái bệnh, hễ làm việc gì được thì nhờ công của ổng, còn làm không được thì tại người khác. Cầu mưa có nắng, bà con về đi. Lên tàu về nước.
Khoan, mời các ngài ở lại xem pháp sư Khổng Nhí, đệ tử của đại pháp sư Khổng Lồ, bắt mặt trời bỏ vào túi chơi. Xạo. Khổng Tước xạo, Khổng Nhí không xạo, các ngài cứ chờ xem. Ta làm một mình, không cần thêm người nào cả. Cha cố nói mấy giờ sẽ có nhật thực nhỉ? Mày chạy nhanh đại hỏi cha cố xem, tao quên rồi. Một giờ nữa, cha cố nói một giờ nữa sẽ có nhật thực. Các ông xem tôi trổ tài bắt mặt trời đây. Thằng lằn rắn mối, chuột đồng, chuột nhà, chó mực, chó ngao, vịt bầu, vịt xiêm, mèo muông, mèo tam thể. Thằng chú gì mà toàn là thú vật không vậy? Phải chừng đó thú vật mới đủ sức khiêng mặt trời xuống. Phì, tao mệt quá, chúng mày nghĩ xem còn con gì nữa không? Tao hết vốn rồi mà chưa đủ một giờ. Còn Chí, còn Rận, còn Rẹp, còn Dương, còn gì nữa? Con tàu. Con tàu. Trời tối rồi kìa, ta đang lấy mặt trời xuống đất. Mặt trời đã vào túi ta, ha ha. Tối thui. Pháp sư Khổng Nhí chổi thật, ta thua rồi. Lợi dụng tối trời, ta chuồn thôi. Quỳnh ơi, thả mặt trời ra đi, tối quá. Thả không được, chờ chút. Sáng lại rồi kìa. Bà giỏi quá, tao không ngờ đấy. Giỏi gì đâu, con chỉ lành trí, lấy cái sẵn có của thiên nhiên làm của mình thôi. Sao thằng nhóc pháp sư ấy bắt được mặt trời vậy nhỉ? Ta chưa hề nghe nói ai có phép đó. Con biết ạ. Trấn đội khôn hơn Trận à. Mày nói nghe không xuôi tai, tao ném mày xuống biển. Các quan quen chứ còn nhớ. Còn nhớ là Quan Thiền Văn bảo hôm nay có nhật thực, trời tối thui. Đúng rồi. Sao mày không nói sớm? Lần trước quan đánh con vì tội chưa hỏi, mà đã nói nên con không dám nói khi quan chưa hỏi. Họ chơi ăn gian, quay tàu lại. Thôi đi ông, xem ra thì họ ăn gian, nhưng mình thua trí họ. Quên chuyện này đi. Con giỏi lắm, con đã cứu cả triều đình ta khỏi mất mặt với sứ thần nhà Thanh. Đúng là cha nào con nấy. Con không thích lời khen, con thích cái đĩa xôi gà kia à. Đi xem hát bội bà con ơi. Mời cho con đi xem hát bội với con biết nhé. Ừ, đi đi, nhớ vặn săn tuồng xong là về ngay. À mà con có tiền mua vé không? Dạ có, con có bỏ ống heo. Cốt. Giấy gì đây, tiền đâu? Quỳnh mượn tạm, xin đừng buồn. Mà lỡ có buồn thì cũng không làm gì được Quỳnh. Ha ha. Ông quỷ này đã lấy tiền còn treo người ta. Thôi, mở cho tiền đây. Con đi xem hát đi, để mở hỏi tội nó sau. Từ từ thôi, làm gì mà bấm đi nhanh dữ vậy? Ra chỗ hát, tìm ông Quỳnh. Tớ sẽ cho mấy một trận tại chỗ. Cụ ơi, cụ có thấy? Thấy thằng Quỳnh phải không? Nó ở đằng kia kìa. Ông chết với tôi. Ờ, ông cụ ấy trông quen quen. Tôi chứ ai mà không quen. Ừ.
Thôi đi mắm ơi, đông thế này làm sao mà tìm ra ông thổ địa quýnh được. Xin bà con trật tự, sắp đến giờ diễn rồi. Sao chưa diễn đi, chờ gì nữa? Ông Lý chưa tới, ai dám diễn? Ông Lý ở cạnh đây mà không chịu đi sớm. Bên kinh niên của mấy ông lớn đấy, họ thích bắt dần chờ cho oai ấy mà. Xin kính chào quý vị bà con, cô bác cùng quý vị con nít trai con nít gái, đặc biệt là chào con mắm. Ai vậy? Diễn viên nào vậy? Ông quỉnh quậy nữa rồi. Trong khi chờ đợi ông quý đại ông Lý, tôi xin bày trò chơi đố có thưởng. Ai giấy được câu đố của tôi sẽ được thưởng 1 đồng. Ổng làm gì có 1 đồng mà đòi thưởng cho người ta. Ra câu đố đi. Câu đố thế này: ở ngồi bầu, đi sau ngồi trước, đố là cái gì? Cái gì vậy? Hê hê, cả làng bí. Ông Lý tới. Xuống đi, ông Lý tới rồi kìa. Khoan, chờ giải câu đố lấy tiền rồi hãy hát. Ông Lý là người giỏi nhất làng, xin ông Lý giải câu đố đi ạ. Ta không biết, ông giải cho lẹ đi, để người ta còn hát. Ở ngồi bầu, đi sau ngồi trước là cái bị lát của người ăn mày. Yêu cầu giải thích. Này nhé, cây lát mọc ở ngồi bầu, đó là ở ngồi bầu. Người ta đem về đan thành cái bị. Người ăn mày đeo cái bị sau lưng đi ăn xin, đó là đi sau. Khi ngồi xin ăn, người ăn mày luôn để cái bị ở phía trước để xin, đó là ngồi trước. Hay, câu đố hay quá. Ông già kia ám chỉ ta phải không? Không dám ạ. Ông ám chỉ ta đi sau ngồi trước, vì ta luôn đến sau mà lại ngồi phía trước người khác. Đó là ý của ông Lý, không phải của tôi. Ông còn dám ví ta như cái bị của kẻ ăn mày nữa, ông chết với ta. Ông Lý ơi, người ta không hiểu ý sâu của câu đố, ông Lý lại diễn ra cho người ta hiểu. Ông Lý hại ông Lý chứ ai. Ờ nhỉ, sao ta dại thế? Ha ha, ông Lý là cái bị của ăn mày. Nín. Lão giải đâu rồi? Con thấy ông ấy chạy ra bờ sông rồi. Theo bắt lão ấy cho ta. 80 năm nữa vẫn chưa bắt được. Ông Lý không bắt được, nhưng tôi bắt được, trả tiền lại cho tôi. Hết rồi. Ông lấy của tôi 8 hào, mua vé xem hát có 2 hào, làm gì mà hết. Cho ông cụ ăn xin bị đói. Thế thì tha tội cho đấy. Mắm tiền ổng cho tiền cụ già ăn xin à? Ờ, ông đó quậy nhưng tốt bụng lắm. Chuyện gì chứ chuyện ổng giúp người thì tớ tin. Chạy đi chúng mày ơi, cái bị ăn mày tới kìa. Trời, tao bị biến thành cái bị ăn mày rồi. Đi ăn chè không tèo? Ai bao?
Mày khéo mời nhỉ? Mày mời tao mà tao bao mày? Nói chơi chứ tao bao, đi. Xui rồi, bữa nay chị Thao không bán chè, chị ấy đi đăng thang kia kìa. Sao bữa nay chị không bán chè? Em thèm chè quá nè. Có bán chứ sao lại không? Vậy sao chị đứng đây? Chị đợi cho cậu ấm ngảo kia rời khỏi quán thì chị mới về. Sao chị lại sợ cậu ấm ngảo? Ổng cứ theo chị nói mày nói gió suốt, nhất cái đầu chị không dám đuổi ổng đi. Trời ơi, lọt vào mắt xanh của cậu ấm hồ là diễm phúc mà chị chê. Mày lọt vào mắt ổng đi cho có diễm phúc. Người gì mà da xanh lè như xác chết, mồm thì hô như con cá ngảo, mở miệng ra là thờ với phú ba xu, chán chết. Để em đuổi ổng đi cho chị về bán chè nhé. Ừ. Rửa chén đi tèo. Chúng mày phá quán chè của nàng Thao à? Chúng mày biết tao là ai không? Cậu ấm ngảo chứ ai? Cậu có biết tôi là ai không? Tôi là Láo, em của chị Thao. Chị em Thao Láo. Cậu ăn nữa không? Nếu không ăn nữa thì xin nhường chỗ cho người khác. Tao ở đây ăn chè tới già, cho tao một chén nữa. Ôi, chè của nàng Thao nấu sao mà ngọt như... Khè. Chè gì cay dữ vậy? Tại cái lưỡi của cậu làm sao ấy chứ, chè vẫn ngọt ngào mà. Ừ, ngọt lắm. Khè. Chết tôi rồi, cứu, cứu. Ha ha, hơn một lạng ớt bột trong chén chè, bảo sao không cháy lưỡi. Chị Thảo ơi, ống chạy rồi. Người gì mà lì lợm quá, người ta không ưa mà cứ vác cái mặt tới. Em có cách để cậu ấm ngảo không tới phá đám chị nữa. Nói đi, nghe hay chị thưởng hai chén chè. Nói dở, bán một chén, lấy tiền hai chén. Chị tìm ai đó làm bạn dài giả của chị để cậu ấm ngảo không tới nữa. Ý hay, nhưng ai thèm làm bạn trai giả, họ đòi làm bạn trai thật không hả? Chị đợi em một lát. Chú Lưu theo con, còn bao chú ăn chè. Trời sập. Xin giới thiệu, đây là chú Lưu, một chàng anh tài nước Nam, xin được làm bạn dài với chị. Quỷ, sao mày nói bao tao ăn chè? Chú Lưu cứ ngồi đây đi, chú hãy nói chuyện vui vẻ với chị Thao để cứu chị ấy thoát khỏi một hiểm họa. Tao biết nói gì bây giờ? Nói chuyện cóc nhái ẻ nương gì cũng được. Hì hì, con cóc là cậu ông trời, ông trời là cháu con cóc, phải không chị Thao? Gọi là nàng, ai lại gọi là chị? Ông kia, ông là ai mà dám nói chuyện với người đẹp của ta? Ta là bạn giai của nàng, được chưa? Hả? Nàng đã có chỗ rồi à? Lâu rồi. Anh Lưu ăn thêm chè để em múc nhé. Hừ, sao nàng lại ưu tiên cho hắn?
Sao cậu nói lạ thế, anh ấy là bạn giai của tôi mà. Người đẹp như thế sao lại chọn bạn giai xí quắc vậy? Này này, ông với tôi, ai đẹp giai hơn mà ông bảo thế? Anh này đẹp trai hơn vì nụ cười có duyên. Được, cho ông đẹp trai hơn, nhưng tôi giàu hơn. Ta cũng đâu có nghèo, xem nè. Ủa, tiền ở đâu chú có nhiều vậy? Tiền đâu mà tiền, đá ở trong đó không hả? Được, ta giàu như nhau, nhưng tôi học giỏi hơn. Căn cứ vào đâu mà nói thế? Một bụng chữ to tướng đây nè. Nghe ta xuất khẩu thành thơ nè, ta sẽ làm bài thơ có tựa là Sóng Vỗ. Sóng ào ào vào bờ ầm, sóng lùi ra xa yên. Sóng ào ào vào bờ ầm, sóng lùi ra xa yên. Xí, dở ẹt, nghe bài thơ Sấm Dội của ta nè. Sấm rạc rạc ầm, sấm lé sáng ầm, sấm tắt im thu. Trời, hai ông này làm thơ chắc có động đất. Thơ gì mà ào ào ầm ầm rào rào, rợn tóc gáy. Tam hoa. Hoa sao được, tôi vẫn ăn ông một điểm ở cái mục đẹp trai mà. Ừ, ông dẫn trước một điểm nhưng tôi sẽ gỡ. Giờ ta thì viết văn, nàng thao tám bài nào hay thì người ấy là bạn giai của nàng. Chú Lù viết văn hay không vậy? Dở tệ. Thế thì chết chị rồi. Chị yên tâm, để em sẽ cứu chị thoát khỏi tay cậu ấm ngảo. Tẹo, tránh ra. Úi. Ói, cháy cái tay áo của tao rồi. Ôi, bàn tay búp chuối của chàng. Mày hại tao, làm sao tao viết văn bây giờ? Không sao, anh cứ đọc cho em viết, em biết viết mà. Ừ, cũng được. Bắt đầu. Chú cứ lép nhép cái miệng như đang đọc, còn viết sao kệ con. Xong, tôi cũng xong. Đưa nàng thao đọc đi. Tôi không có dạy, nàng thiên vị ông, sẽ chấm ông hay hơn tôi sẽ nhờ người khác. May quá có thầy đồ tổ kia rồi. Nhờ thầy xem giùm bài nào hay. Bài này dưới mức tệ. Bài này quá tuyệt. Cậu ấm ngảo thua rồi. Bàn dài của chị Thao tuyệt vời. Thôi nhé, từ nay đừng đến quái rầy chị Thao nữa nhé. Người ta đã có một người bạn giai tuyệt vời rồi. Ủa, chú Lù đâu rồi? Chú ấy chạy rồi, chú sợ thành bạn giai của chị thật. Sao vậy? Chú ấy sợ phái nữ lắm.